Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, nhiệt độ trưa chiều ở Bắc Bộ tăng nhẹ, đạt mức 17 đến 20 độ, có nơi cao hơn, nhưng trời vẫn rét, hanh khô, có nắng vào ban ngày. Còn về đêm và sáng, có mưa vài nơi, nhiệt độ lại giảm sâu hơn, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại. Dọc các tỉnh thành, từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trong ngày mai tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Vùng mưa chính vẫn là khu vực các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 12. Do mưa lớn kéo dài nên trong hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Do có mưa và tác động của không khí lạnh nên từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời ở ngưỡng rét với nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Quảng Trị đến Khánh Hòa 20 đến 27 độ, phía Bắc trời lạnh, Ninh Thuận Bình Thuận 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục duy trì mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên khoảng 26 đến 29 độ, Nam Bộ 28 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa dông, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6,